Trời ơi. Bye bye con. Ký 2 tờ em. Ơi cái nón nó che mặt nó kìa anh ơi, tội với rồi. Này con trai, con trai. Nó kêu ấy à. Chơi đồ ba chỗ nữa kìa. Cười cười. Đi chị bệnh nha, hết thì về nha. Con đi lên với mẹ nha. Gật đầu luôn rồi. Rồi. Trời mặc bộ đồ thấy cưng cái trời luôn. Trời ơi. Kêu chú kéo cái ở sau lên cho nó. Chú kéo cái áo sau á. Ủa mới đưa bộ đồ mới mà hư luôn hả? Trời ơi, tới tội quá trời. Anh lấy bộ khác cho bé đi anh. Cảm ơn chú đi. Con nói to lên, con nói to lên. Mày à, không đem một tờ lẻ thôi em, một tờ lẻ thôi. Ờ. Đúng rồi, cái tờ đó đó. Trời. Thôi đừng có đụng vô đó con. Dơ quá. Đào ba giá nữa chứ. Cái sắp để lên bàn em, để lên bàn đây tí nữa người ta lại bằng giao cho người ta. Xe ra, xe ra. Xe ra. Trời. Anh kính người nó luôn, bọc kính người nó luôn. Anh cứ xỏ cái đầu nó là được rồi, hoặc là anh xỏ hai cái chân vô cái tay đó anh, xỏ hai cái chân vô cái tay đó. Không bỏ vô hai chân chứ. Trời nó xỏ là sao hết. Bye bye kìa. Đi nha, đi chị mình hấp về nha. Chưa mặc mà anh kia làm sao mà hư rồi. Thôi kể đó anh trùm cho anh.